Kính chào quý vị, chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui và thành công trong công việc cuộc sống. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin thời sự buổi sáng trên kênh NL34. Bản tin sáng nay ngày 17 tháng 11 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Nhân dân huyện Tân Thạnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về giới, hội nghị lần đầu tiên được tổ chức đã được cử tri đánh giá cao. Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung thanh tra môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm thuộc lĩnh vực dệt nhuộm, luyện thép. Phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu mở rộng danh sách trừng phạt Syria. Và bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Tân Thạnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về giới ở xã Tân Thạnh. Đây là hội nghị chuyên đề về giới đầu tiên của huyện được đánh giá cao, thể hiện sự quan tâm đến các cử tri là nữ giới. Nhiều vấn đề được các cử tri đề cập tại hội nghị chuyên đề này, đó là tình trạng bạo lực gia đình, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình cho hội viên phụ nữ khó khăn, mức phụ cấp cho cán bộ chi tổ hội. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt các cơ sở kinh doanh hàng gian, hàng giả, vật tư nông nghiệp kém chất lượng, cần thu hồi và xử lý những cá nhân lấn chiếm sử dụng đất công. Ngoài ra, một số vấn đề bất cập trong việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, tình trạng sử dụng điện tổ cũng được cử tri đóng góp ý kiến. Cử tri cũng đề nghị địa phương quan tâm nâng cấp sửa chữa đường, cầu giao thông đã xuống cấp, tình trạng karaoke lưu động gây phiền hà cho dân. Đại diện lãnh đạo địa phương, các ngành chuyên môn và Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp thu ghi nhận các vấn đề cử tri nêu để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân huyện và Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những việc làm được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân thời gian qua, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hội nghị này là cơ sở để Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tân Hưng rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết những chướng mắc hạn chế trong quá trình hoạt động, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng theo quy định của pháp luật, sát với thực tiễn của địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống buôn lậu 10 tháng đầu năm 2016 và triển khai công tác phòng chống buôn lậu giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2017. Qua 10 tháng tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đức Huệ đã phát hiện hơn 340 vụ, bắt giữ gần 60 đối tượng. Ước tổng trị giá hàng hóa gần 10 tỷ đồng, trong đó khởi tố 12 vụ, 13 bị can, xử phạt hành chính 40 vụ, thu ngân sách trên 620 triệu đồng. Tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu trên địa bàn huyện tuy có giảm so với cùng kỳ, nhưng tình hình buôn lậu vận chuyển hàng cấm vẫn còn diễn ra phức tạp. Hàng lậu chủ yếu là thuốc lá, rượu và đường cát. Để kiềm chế sự gia tăng hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán 2017, Ban chỉ đạo 389 huyện Đức Huệ sẽ tiếp tục duy trì việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa ba lực lượng, công an, hải quan và biên phòng trong việc tổ chức đấu tranh chống buôn lậu đạt hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Nằm trong chương trình các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức cùng các thành viên Ban An toàn giao thông huyện đã đến thăm hỏi và tặng quà cho một số gia đình nạn nhân gặp tai nạn giao thông trên địa bàn. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức Nguyễn Thành Nhân cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi cuộc sống gia đình các nạn nhân, chia sẻ với các gia đình về những khó khăn, rủi ro đã không may gặp phải, đồng thời động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đoàn cũng đã trao tặng mỗi gia đình nạn nhân một phần quà, động viên giúp đỡ gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Đây là hoạt động được Ban An toàn giao thông huyện Bến Lức tổ chức hàng năm nhằm chia sẻ với những gia đình nạn nhân bị tử vong và thương tật bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Qua đây, kêu gọi người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị, tận tụy hết lòng vì công việc là những gì mà đồng nghiệp nói về cô Trịnh Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Tân Hưng. Gắn bó với công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ từ những ngày đầu huyện Tân Hưng mới thành lập, dù còn nhiều thiếu thốn, cuộc sống khó khăn, nhưng với tình yêu thương học sinh nên cô Thủy luôn luôn hoàn thành tốt vai trò là người mẹ thứ hai của các em. Sẵn sàng chia sẻ đồng lương ít ỏi của mình để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
đó có lẽ là một trong rất nhiều câu chuyện cảm động về cô giáo Thủy. Cô cũng chính là người tiên phong trong việc đổi mới chế độ dinh dưỡng cho trẻ bằng cách thiết lập khẩu phần ăn khoa học, hợp lý, góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi hàng năm. Khâu quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ để đảm bảo cho trẻ có cái sức khỏe tốt để tham gia các hoạt động trong ngày của trẻ, thì cái thứ nhất là cái khẩu phần ăn của trẻ phải đảm bảo đầy đủ các cái chất dinh dưỡng và năng lượng kilocalo trong ngày. Cho nên là khi mà lên thực đơn cho trẻ hàng ngày cho trẻ ăn, đó là phải cân đối hài hòa giữa các chất. Thì khi có giáo viên mới về trường thì bản thân cũng tham gia tập sự cho các em để các em có nắm vững được cái công tác chuyên môn để phục vụ trong công tác giảng dạy. Nhờ có sự nỗ lực của cô cùng tập thể ban giám hiệu và giáo viên toàn trường nên chất lượng giáo dục của trường mầm non thị trấn Tân Hưng ngày càng được nâng lên. Trường đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, trong đó tiêu biểu nhất là danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, danh hiệu đơn vị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2010-2015 do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Long An khen tặng. Tôi nhận thấy là cô Thủy là một người giáo viên rất là có bản lĩnh và chịu thương chịu khó, sống biết giúp đỡ mọi người, và đặc biệt là sau này cô Thủy không còn làm giáo viên nữa mà lên là cán bộ quản lý. Nhưng với cái sự nỗ lực không ngừng của cô Thủy thì cô Thủy rất là chịu khó học hỏi, tìm tòi những cái sáng kiến để vào cho áp dụng trong việc chăm sóc nuôi dưỡng các cháu. Thì hầu như là các cháu ở trường mầm non thì sức khỏe hàng năm đảm bảo rất là tốt. Chị rất là chủ động trong cái việc tham mưu đề đạt với lại cấp trên cũng như là đối với nhà trường những cái giải pháp làm sao thực hiện có hiệu quả tốt nhất những cái kế hoạch của nhà trường đề ra cũng như là công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường. Đối với chị em đồng nghiệp thì chị rất là vui vẻ, hòa đồng, có mối quan hệ tốt với lại cha mẹ học sinh. Đồng thời là chị rất thẳng thắn và chân tình khi mà góp ý các chị em đồng nghiệp để xây dựng cái tập thể ngày càng tiến bộ. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, là ngần ấy thời gian, cô Trịnh Thị Thủy luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp trồng người. Những cố gắng của cô được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Nhưng cho cô, phần thưởng lớn nhất chính là tình yêu thương, quý mến của đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh và sự trưởng thành của các em mỗi ngày. Tiếp tục bản tin thời sự sáng nay sẽ là những thông tin trong nước đáng quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo Ngân hàng Nhà nước thì hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, thay vì sẽ chấm dứt từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 như quy định hiện hành. Đối với các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ khác vẫn được giữ nguyên. Quy định này tại dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 24 ban hành năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, so với quy định tại thông tư cũ, theo hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài thêm một năm so với hiện tại. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định trường hợp khách hàng vay vốn ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhưng phải bán lại số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ trường hợp giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các tỉnh thành kế hoạch dự kiến thanh tra môi trường năm 2017. Theo đó sẽ tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm thuộc lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất thép. Để đảm bảo việc thanh tra không chồng chéo ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp, Bộ đề nghị các tỉnh thành phố phối hợp rà soát và xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tập trung thanh tra 3 nhóm đối tượng. Thứ nhất, các dự án cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Thứ hai, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc các lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất chế biến và thuộc da, xi mạ, luyện kim và sản xuất thép, nhiệt điện, khai thác và chế biến khoáng sản, giấy và bột giấy, tinh bột sắn, sản xuất và chế biến cao su, chế biến thực phẩm, mía đường, hóa chất. Thứ ba, các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đêm trở lên.
Đối với các đối tượng còn lại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường, các sở ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát thống kê các đối tượng có tính chất, loại hình hoạt động như nêu trên, trừ các đối tượng do Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra để ban hành kế hoạch thanh tra kiểm tra theo quy định. Thưa quý vị, từ năm 2009 cho đến nay thì tỷ trọng xuất khẩu của khu vực FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước liên tục tăng lên từ hơn 40% lên tới hơn sắp xỉ 70%. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá mức đóng góp vào nền kinh tế tính trên giá trị gia tăng của mỗi đơn vị xuất khẩu từ khối doanh nghiệp này còn rất hạn chế. Đây là một nghịch lý mà Việt Nam cần xem xét trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp này sản xuất trong lĩnh vực cơ khí với các sản phẩm tiêu chuẩn cao phục vụ xuất khẩu như các loại thùng bồn chịu áp lực, chậm ấp, lò công nghiệp. 4 năm đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp đã từng tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu tại thị trường nội địa nhưng đều thất bại. Đến nay, hoạt động sản xuất không ngừng tăng trưởng nhưng 100% nguyên phụ liệu vẫn nhập từ nước ngoài. Chi phí nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nước ngoài rất đắt đỏ. Chúng tôi đã thử tìm kiếm các nhà cung cấp của Việt Nam, nhưng các sản phẩm đều không đạt tiêu chuẩn. Như vậy, những doanh nghiệp FDI như doanh nghiệp này chỉ đóng góp cho Việt Nam chủ yếu là sử dụng nhân công. Trong khi đó, Việt Nam không tận dụng được lợi thế về công nghệ, giá trị gia tăng từ sản phẩm của doanh nghiệp. Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam hiện nay do FDI chiếm tới 70% tổng kim ngạch, trong khi giá trị gia tăng đóng góp vào GDP của Việt Nam chỉ chiếm dưới 20%. Các chuyên gia đánh giá, trong 10 năm qua, xuất khẩu của FDI tại Việt Nam tăng 20 điểm phần trăm, nhưng giá trị đóng góp vào nền kinh tế chỉ tăng 3-4 điểm phần trăm. Tỷ trọng xuất khẩu của vực FDI thì nó đang tăng lên khá là cao. Nó thể hiện qua là những cái nhóm mặt hàng có liên quan đến gia công, lắp ráp. Chẳng hạn như là dệt may, giày dép, cái đấy nhìn thấy rất là rõ trên thị trường. Hoặc là điện thoại di động, hoặc là máy tính và linh kiện điện tử. Và một số những nhóm hàng khác thì cái hoạt động gia công lắp ráp của Việt Nam cho các nhãn hàng nước ngoài, cho các hãng lớn nước ngoài thì rõ ràng là một cái sự ghi nhận rằng là chúng ta thì mặc dù đóng góp vào kim ngạch lớn đấy, nhưng mà cái hiệu quả và cái giá trị thực thu được thì nó sẽ không lớn. 10 tháng năm nay, Việt Nam doanh nghiệp FDI tiếp tục chiếm ưu thế về xuất khẩu, mức xuất siêu 19,48 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,96 tỷ đô la Mỹ. Đáng lưu ý, doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn về xuất khẩu ngay cả với những mặt hàng nông sản như hạt tiêu, cao su, cà phê và cả những mặt hàng truyền thống như gốm, sứ. Các chuyên gia đánh giá, doanh nghiệp FDI đang giúp Việt Nam đạt được thành tích về xuất khẩu. Nhưng xuất siêu không phải từ nội lực của doanh nghiệp trong nước sẽ không mang tính bền vững. Đến lúc mà chúng ta phải thay đổi cái tư duy về thu hút đầu tư nước ngoài. Trước đây là chúng ta thu hút bằng mọi giá khi chúng ta thừa lao động. Khi chúng ta thiếu vốn nghiêm trọng, chúng ta thừa lao động nghiêm trọng thì đầu tư nước ngoài vào giải quyết được lao động, có vốn vào để mà có hàng hóa, thậm chí có thể xuất khẩu, có thể bán trong nước là chấp nhận. Nhưng bây giờ là chúng ta phải đầu tư có hiệu quả hơn, có chất lượng hơn. Hiệu quả ở gì? Ở công nghệ, hiệu quả ở đào tạo nguồn nhân lực, hiệu quả ở thu được tiền, thu được giá trị tăng, hiệu quả ở các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, rồi là vấn đề môi trường nữa, hiệu quả về vấn đề môi trường. Các chuyên gia nhận định, từ khi gia nhập WTO đến nay đã 10 năm, tỷ trọng xuất khẩu FDI tăng nhanh do họ tận dụng cơ hội từ hội nhập tốt hơn. Trong khi lẽ ra cơ hội này là của doanh nghiệp nội địa, nhưng do thiếu năng lực, khu vực nội địa đang ngày càng yếu thế. Theo đó, thời gian tới, Việt Nam cần phải thay đổi cấu trúc ngành bằng việc giảm khu vực kinh tế gia công qua khu vực dịch vụ. Bên cạnh đó, phải thúc đẩy tăng trưởng khu vực kinh tế trong nước với lực lượng chính là doanh nghiệp nội địa. Chỉ khi đó mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.